Adobe đã chính thức ra mắt phiên bản Photoshop 2024 chạy nhanh hơn và hỗ trợ các tính năng sử dụng trí thông minh nhân tạo giúp các bạn chỉnh sửa ảnh nhanh và đẹp hơn nữa. Và trong hướng dẫn này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách tải và cài đặt phiên bản Photoshop 2024 chính thức từ Adobe giúp các bạn có được những tính năng mới nhất. Sau đó chúng ta cùng tìm hiểu cách áp dụng những tính năng này vào trong công việc để có ảnh đẹp và tiết kiệm thời gian hơn. Để tải được bộ cài Photoshop sạch và có những tính năng mới nhất thì các bạn hãy truy cập vào trang chủ adobe.com. Chúng ta nhấp vào đây, chọn địa điểm và ngôn ngữ là tiếng Việt. Các bạn hãy chọn cho phù hợp với nơi các bạn đang sinh sống nhé. Chúng ta di chuyển sang góc bên phải rồi nhấn vào đăng nhập. Các bạn có thể chọn đăng nhập bằng tài khoản Google, Facebook hoặc là Apple. Trong ví dụ này thì mình sẽ nhấp vào tạo tài khoản mới để chúng ta kiểm soát cái tài khoản đó được tốt hơn. Sau đó chúng ta nhập email và mật khẩu. Và mật khẩu phải đáp ứng được các tiêu chí ở phía dưới, bao gồm 8 ký tự và chứa chữ hoa, chữ thường, chữ số và không chứa email trong đó. Các bạn chỉ việc thay đổi đến khi tất cả những dòng này nó hiển thị cái dấu tích màu xanh như vậy. Và có dấu tích màu xanh đây. Sau đó chúng ta nhấp vào tiếp tục, nhập họ, tên, chọn ngày tháng năm sinh. Và các bạn thấy trong phần quốc gia nó đang chọn Việt Nam như vậy. Và các bạn có thể thay đổi sang quốc gia khác cho phù hợp với nơi các bạn đang sinh sống. Các bạn hãy điều chỉnh những thông tin này đến khi nó hiển thị những dấu tích màu xanh như vậy. Và chúng ta nhấp vào xong để đăng ký tài khoản của Adobe. Các bạn có thể nhấp vào đây để tham khảo các gói và các phần mềm các bạn muốn tải xuống. Nhìn sang bên phải một chút thì các bạn sẽ thấy một cái đề nghị giảm giá 40% nếu như các bạn sử dụng tất cả những phần mềm của Adobe. Các bạn có thể tham khảo chi tiết cách mua bản quyền Adobe qua video đang hiển thị ở phía trên hoặc bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả. Trong đó mình đã hướng dẫn chi tiết cách mua bản quyền với giá rẻ nhất. Di chuyển xuống dưới một chút thì các bạn sẽ thấy được những tính năng mới nhất ở trong phiên bản Photoshop 2024. Chúng ta nhấn vào đây để tải bản dùng thử. Họ sẽ đưa ra một cái đề nghị là chúng ta dùng thử cái gói tất cả ứng dụng như vậy. Các bạn sẽ được miễn phí trong 7 ngày và sau đó thì các bạn sẽ được giảm giá 43%. Mình sẽ nhấp vào đây để tắt đi. Chúng ta nhấp vào bản dùng thử miễn phí, họ sẽ đưa ra 3 lựa chọn. Nếu các bạn chỉ muốn dùng Photoshop thì sử dụng lựa chọn đầu tiên. Nếu các bạn muốn dùng Lightroom và Photoshop thì sử dụng lựa chọn thứ hai. Chúng ta được sử dụng miễn phí trong 7 ngày và sau đó gia hạn với giá khoảng 10 đô trên một tháng, có nghĩa là khoảng 240 ngàn. Mình sử dụng lựa chọn thứ hai, sau đó nhấp vào tiếp tục và chúng ta sử dụng lựa chọn đầu tiên, đó là trả hàng tháng và nhấp vào tiếp tục thêm lần nữa. Các bạn hãy nhập số thẻ Visa, ngày hết hạn và mã số bảo mật, sau đó nhập số điện thoại. Nếu bạn chưa có thẻ Visa thì hãy tham khảo chi tiết cách đăng ký một cái thẻ Visa online của Vietcombank qua video đang hiển thị ở phía trên hoặc bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả. Nhìn sang bên phải thì các bạn sẽ thấy chi tiết cái thông tin thanh toán. Ở trong đây chúng ta có 7 ngày dùng thử và trong 7 ngày đó thì các bạn sẽ không bị trừ tiền. Ví dụ mình đăng ký vào ngày 20 thì sau ngày 27 mới bị trừ tiền là 9.99 đô. Các bạn hãy dành thời gian trải nghiệm trong 7 ngày đó. Nếu các bạn thích thì hãy gia hạn và nếu như các bạn cảm thấy chưa thích lắm hoặc các bạn không cần những tính năng đó thì các bạn hãy hủy trước để các bạn không bị trừ tiền nhé. Sau đó chúng ta nhấp vào đây để đăng ký dùng thử. Trong phần quản lý tài khoản của Adobe, chúng ta nhấp vào đây và chọn đến Creative Cloud. Sau đó chúng ta nhấp vào đây để tải về máy tính. Mình chọn lưu ở ngoài desktop, sau đó nhấn lưu lại. Chúng ta nhấp chuột phải, chọn Open, sau đó nhấp Continue và đợi một chút để nó tải những cái file cần thiết về máy tính. Như vậy là cài xong. Sau khi cài đặt xong, chúng ta nhấp vào đây, tìm đến tất cả các ứng dụng và chọn Photoshop. Các bạn có thể nhấp vào ba dấu chấm như vậy, chọn Other Version thì các bạn sẽ thấy được tất cả những cái phiên bản Photoshop đang được hỗ trợ và Photoshop 2024 là phiên bản 25.0. Các bạn có thể nhấp vào đây để cài đặt hoặc các bạn nhấp vào nút cài đặt ở bên ngoài như vậy. Sau đó đợi một chút để nó tải cái bộ cài ở trên máy chủ của Adobe xuống. Với cách này thì các bạn sẽ có được những tính năng mới nhất và không sợ nhiễm virus như khi các bạn tải những bộ cài được chia sẻ trên mạng. Bây giờ mình sẽ nhấp vào Open. Ở trong Photoshop 2024, chúng ta có thêm một tính năng mới giúp mở rộng bức ảnh bằng trí thông minh nhân tạo. Ví dụ mình muốn mở rộng bức ảnh này thì chúng ta nhấn phím Ctrl và dấu trừ để thu nhỏ lại, sau đó nhấn vào công cụ crop ảnh hoặc các bạn có thể nhấn phím Tab C. Chúng ta di chuyển sang phải, nhấp vào Fill và chọn mở rộng ảnh. Sau đó mình nhấp vào điểm neo và kéo ra như vậy. Và chúng ta có thể nhấp vào bức ảnh để điều chỉnh lại. Phía dưới chúng ta có một cái menu ngữ cảnh. Các bạn muốn thêm chi tiết nào vào những phần màu trắng này thì các bạn có thể viết vào đây. Nếu chúng ta không viết gì vào đây, Photoshop sẽ hiểu rằng nó phải thêm những chi tiết tương đồng với các chi tiết ở trên bức ảnh gốc. Mình sẽ không nhập gì và chúng ta nhấp vào đây, sau đó đợi một chút, nó sẽ gửi bức ảnh của bạn lên máy chủ và được xử lý ở trên đó. Như các bạn thấy, chúng ta nhận được kết quả rất tuyệt vời. Chúng ta có thể nhấp vào đây để chọn kết quả khác và mình thấy kết quả đầu tiên tốt nhất. Một trong những điểm thú vị nhất của tính năng này là chúng ta có thể mở rộng nhiều lần. Mình muốn mở rộng ở phía trên một chút, bên trái một chút, sau đó bên phải một chút. Chúng ta có thể điều chỉnh lại tỷ lệ như vậy. Sau đó chúng ta nhấp vào đây và đợi một chút. Như các bạn thấy, kết quả trên là tuyệt vời. Thật sự là mình không thể tin được Photoshop lại thông minh như vậy. Bây giờ chúng ta chuyển sang tính năng tiếp theo nhé. Ví dụ mình thích kết quả đầu tiên nhất và bây giờ mình muốn điều chỉnh lại cái phần mây trời một chút. Chúng ta sẽ tạo vùng chọn như vậy. Sau đó nhấp vào đây. Các bạn sẽ thấy một cái khung để chúng ta nhập văn bản vào đây. Các bạn có thể ra lệnh cho Photoshop thay cái vùng chọn đó bằng các chi tiết khác. Ví dụ như mình viết Sunset Sky như vậy. Như các bạn thấy, Photoshop đã thay cái vùng chọn đó
bằng một cái nền trời trong một cái buổi chiều hoàng hôn. Trông rất đẹp đúng không bạn? Nếu như kết quả đầu tiên chưa thực sự tốt thì chúng ta nhấp vào đây để tạo thêm những kết quả mới. Và trong lần thứ hai thì kết quả tốt hơn rất nhiều. Bức ảnh của chúng ta trông rất đẹp. Chúng ta có thể nhấp vào đây để xem trước và sau. Bây giờ mình muốn thêm một số chi tiết ở trên tóc của người mẫu thì chúng ta nhấn phím zoom và phóng lớn lên như vậy. Sau đó nhấp vào đây và tạo vùng tròn trên tóc của người mẫu. Ví dụ mình muốn thêm một bông hoa cúc, chúng ta sẽ viết là Daisy, sau đó nhấp vào đây và đợi một chút. Như các bạn thấy, kết quả rất tốt. Chúng ta chọn kết quả thứ hai, rất đẹp đúng không bạn? Và kết quả thứ ba, rất tuyệt vời. Chúng ta có thể nhấp vào đây để tạo thêm những kết quả mới. Như các bạn thấy, rất đẹp, rất tự nhiên. Và tương tự như vậy, bây giờ mình muốn thêm một con bướm ở trên tóc của người mẫu. Chúng ta tạo vùng tròn, viết con bướm và nhấp vào đây. Photoshop nó hiểu tiếng Việt và cho kết quả rất tốt. Mình sẽ chọn những kết quả khác. Mình thích kết quả thứ ba nhất. Các bạn có thể sử dụng tính năng này để thêm bất kỳ chi tiết nào vào trong ảnh. Và tất nhiên là các bạn có thể áp dụng để thiết kế logo hay tạo ra những cái bản vẽ của riêng bạn. Phiên bản này còn tích hợp tính năng Remove Tool giúp các bạn xóa chi tiết trên ảnh dễ dàng hơn rất nhiều. Mình sẽ chọn công cụ zoom và phóng lớn phần tay của người mẫu, chọn đến công cụ Remove Tool. Ngoài ra các bạn có thể nhấn phím Z hoặc Shift Z đến khi thấy cái biểu tượng của Remove Tool. Chúng ta nhấp vào đây để thay đổi kích thước. Ngoài ra các bạn có thể nhấn phím đóng mở ngoặc ở trên bàn phím. Chúng ta chỉ việc tạo vùng tròn đơn giản như vậy, sau đó nhấp vào đây. Như các bạn thấy, quá tuyệt vời đúng không? Những việc trước kia cần khá nhiều thời gian, cần nhiều kinh nghiệm thì bây giờ có thể làm trong chớp mắt như vậy. Tương tự như vậy, chúng ta tạo thêm vùng tròn để xóa phần đồ bóng của chiếc vòng và nhấp vào đây. Như các bạn thấy, kết quả trên là tuyệt vời. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong cách tải và cài đặt Photoshop 2024 cũng như là ứng dụng những tính năng mới vào trong công việc để chỉnh sửa ảnh nhanh và đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu như các bạn thích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, cũng đừng quên tham khảo những bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả nhé. Còn bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Bye bye.